Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Chào quý con tôi mong của Chúa. Trước khi đến với lời của Chúa, tôi xin thành cầu nguyện. Hallelujah, hallelujah. Kính thưa Chúa là Cha dấu yêu của chúng con. Chúa ơi, chúng con rất vui mừng bởi quyền năng vô đối của Ngài, bởi những gì trong những ngày tháng qua mà chúng con đã trải nghiệm. Nhưng đến bây giờ Chúa lại cho chúng con được có cơ hội để đến hội thánh của Ngài để thờ phượng Ngài. Chúng con biết rằng chúng con ở trong Jesus Christ, chúng con đắc thắng mọi sự. Từ đây chúng con cầu xin Chúa chúc phúc cho hội thánh Chúa tại nơi đây. Chúa ơi, xin Chúa tiếp tục mở rộng trại của Chúa tại nơi đây. Bán ơn cho hội thánh Chúa tại nơi đây để mỗi ngày chúng con kinh nghiệm được quyền năng của chính mình Ngài và tình yêu của Ngài. Chúa ơi, thì giờ này chúng con học lời của Chúa. Nguyện lời của Chúa được tôn cao hơn cả thánh thinh của Ngài. Và giờ này chúng con cũng muốn tôn cao lời của Ngài đây. Xin Chúa giấu con đi và đặt để lời của Ngài trên môi miệng con. Xin Chúa chúc phước cho người già, người nghe. Để ai đấy chúng con đều có thần trí khôn sáng để hiểu biết lời sự sống của Ngài. Chúng con nghe, chúng con hiểu, chúng con làm theo để chúng con được phước trong sự mình vâng lời. Con dâng thì giờ này cho Ngài và chúng con hiệp chung trong sự cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Tôi lại được có cơ hội rất là phước hạnh cho tôi để đến hội thánh ở tại đây để cầu việc Chúa. Tôi rất biết ơn Chúa. Và mỗi khi đến với hội thánh của Chúa tại đây, tôi rất được khích lệ. Khi tôi bước vào trong sân thì tôi thấy rất nhiều người đang làm công việc, dù là dọn đẹp các thứ và chuẩn bị đồ ăn đi bếp. Ở trên đây thì những người chuẩn bị cho sự thờ phượng. Và tôi rất là tích lệ rất là nhiều. Cảm ơn Chúa. Điều đó là điều không ai làm được. Chỉ có những người Chúa thăm viếng, Chúa đặt để trong tấm lòng của chúng ta một tấm lòng yêu mến Ngài. Chúng ta hầu việc Chúa vì chúng ta yêu Ngài. Và làm sao để cái tấm lòng yêu mến Chúa của chúng ta càng ngày càng gia tăng. Điều đó nó căn cứ vào sự chúng ta nhận biết Ngài là ai. Cảm ơn Chúa, trong Kinh Thánh có một sứ đồ ông được đầy ơn. Người đó không phải là trong số 12 các sứ đồ. Anh em có biết được ai không? Ông đó là một sứ đồ đầy ơn. Mà trong Kinh Thánh đa số thư tín đó là ông điên Phaolô. Vậy thì chúng ta đặt câu hỏi, vậy thì làm sao sứ đồ Phaolô ông lại kết quả trong sự hầu việc Ngài? Có một bí quyết, đó là cuộc đời của ông đã nhận biết Chúa. Vậy buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học lời của Chúa với chủ đề nhận biết Chúa. Phần Kinh Thánh đó được ví thuật ở trong Philip, thơ Philip đoạn 3 từ câu 4 cho đến câu số 11. Thơ Philip đoạn 3 từ câu 4 cho đến câu số 11. Tôi thì sử dụng bản dịch truyền thống, còn chắc hội thánh của Chúa là sử dụng bản dịch hiệu đính. Nhưng mà dù sao nữa thì nó cũng là lời của Chúa. Và tôi xin được đọc lời của Chúa. Từ câu 4 cho đến câu số 11. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chỉ phép các vị ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, mà là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập nên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Kính thưa hội thánh của Chúa, đây là lá thư mà sứ đồ Phaolô ông gửi cho hội thánh tại thành Philip. Và trong lá thư này, trong phần này,
Sứ đồ Phaolô trong cái từ câu 4 cho đến câu số 6, ông dường như không phải ông khoe mình. Nhưng mà tại trong hội thánh của Chúa thì có những giáo sư giả đã lẻn vào trong hội thánh để gì? Giao giảng những lẽ thật sai trật với Kinh Thánh. Sai trật. Và ở đây thì sứ đồ Phaolô ông đã nói trong cái đề mục này, Phaolô vì Đấng Christ mà liều bỏ mọi sự. Vậy thì ông liều bỏ mọi sự để làm một việc, đó là nhận biết Chúa. Vậy thì nhận biết Chúa để làm gì? Nhận biết Chúa để chúng ta biết được giá trị của sự cứu chuộc mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Ông và anh chị em và tôi đang có sự cứu chuộc, mà không phải tự dưng nó có, hoặc là chúng ta dùng tiền của để mua. Nhưng sự cứu chuộc này đã mua bằng một giá rất đắt. Cho nên chúng ta nhận biết Chúa để chúng ta biết được giá trị sự cứu chuộc mà Chúa ban cho chúng ta. Nhận biết Chúa để tin cậy Chúa nhiều hơn, để yêu mến Chúa nhiều hơn, để phục vụ Chúa nhiều hơn và tận hiến cho Ngài nhiều hơn. Vậy thì sứ đồ Phaolô ông đã quyết định điều đó. Bởi vì ở đây ông không phải ông nói để khoe mình, nhưng mà ông muốn nói để cho những giáo sư giả và mọi người biết được rằng họ đã khoe mình. Nếu mà khoe mình, ông còn khoe hơn là họ. Phần thứ hai trong phần bài học này tôi muốn được chia sẻ, Phaolô từ bỏ thành tựu của xác thịt để nhận biết Chúa. Từ câu 4 cho đến câu 6, chúng ta theo dõi Phaolô có những gì. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu, ví bằng kẻ khác tưởng rằng tôi có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi có thể bội phần nữa. Tôi chỉ phép bắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc về Pharisee, về dòng sốt sẵn thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Anh em phải biết rằng Phaolô, ông có một địa vị rất cao trọng trong cái thời bấy giờ. Ông là người dòng Pharisee, mà cái dòng Pharisee là một dòng dõi quý tộc thời bấy giờ anh em ạ. Rồi ông là người Israel, ông là người chi phái Benjamin. Cái chi phái này là một chi phái có một ông vua đầu tiên, đó là ai em biết không? Xong lời. Vậy thì Phaolô ông đã kể những điều ông có để cho những người giáo sư kia biết được rằng ông không phải là con người tầm thường. Ông là con người có địa vị, có danh vọng, có học vấn và có cả những gì. Ông có thể tự hào về tổ tiên của ông, về sự công bình riêng của ông. Để mà khoe mình thì Phaolô sẵn sàng để khoe mình, và còn hơn thế nữa. Nhưng ở đây chúng ta thấy Phaolô không kể điều đó là giá trị. Bởi vì những thành tựu này, tại sao Phaolô phải từ bỏ nó đi? Bởi vì những thành tựu này đã ngăn trở sự nhận biết của Phaolô. Và Kinh Thánh nói gì? Chúng ta không thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này, yêu chủ này và ghét chủ kia. Và sứ đồ Phaolô ông nhận biết một điều rằng ông bỏ mọi sự lại đằng sau. Kinh Thánh nói ở trong Philip đoạn 3 câu 14, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau và bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô xác định được một điều rằng khi Chúa kêu gọi ông trên đường ông đến thành Đăng Khách, ông đã nhận được Chúa thăm linh, thánh linh thăm viếng ông, giờ chạm đến ông. Ông kinh nghiệm có một sự mới mẻ, có một sự sống mới tràn ngập trong ông. Và trên đường ông đến thành Đăng Khách, Chúa Giêsu hiện ra nói, hỡi Saulơ, Saulơ, sao ngươi bắt bớ ta? Và ông hỏi Chúa, Chúa là ai? Chúa bảo, ta là Giêsu. Và đây chính vì từ lúc ông nhận biết Chúa, cuộc đời ông được thay đổi hoàn toàn. Có một sức mạnh gì ở trong con người của ông khiến ông còn đam mê những điều ông có được. Tôi phải nói là những điều Phaolô có thời bấy giờ mà ngay bây giờ thế, là những điều mà con người thế gian đang vươn trải, cố gắng để tìm kiếm và đeo đuổi nó, thậm chí mất cả tiền bạc để mua được cái công danh. Nhưng ở đây vì một điều sứ đồ Phaolô ông muốn nhận biết Chúa. Chúng ta theo dõi ở đây. Vậy thì cách nào để Phaolô nhận biết Chúa? Chúng ta theo dõi câu 7 và câu 8. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi,
rằng tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như là rơm rác, hầu cho được đấng Christ là hơn. Vậy thì sứ đồ Phao Lô ông sẵn sàng từ bỏ tất cả những thành tựu của tổ tiên, những học vấn, những tri thức, bởi vì những điều đó nó làm ngăn cản sự nhận biết Chúa của ông. Và ông biết rằng những cái điều đó nó chỉ là những giá trị của tạm thời, còn ông có Jesus Christ là giá trị của đời đời. Và cái điều quan trọng làm sao để ông kinh nghiệm được Jesus là giá trị trong cuộc đời của ông, ông phải nhận biết Ngài. Kính thưa anh chị em, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus, chúng ta mới chỉ nhận Ngài thôi. Nhưng để cuộc đời chúng ta bước đi để kinh nghiệm Ngài, yêu Ngài, tin cậy Ngài, chúng ta phải nhận biết Ngài. Anh em ạ. Và đây chính điều đó sứ đồ Phao Lô bởi sự nhận biết Chúa của ông nên ông sẵn sàng từ bỏ những điều này. Ông coi mọi sự lời như là sự lỗ. Cái sự mà ông có đấy, thế gian cũng khó mà có anh em ạ. Như là một sự rất là quyền quý, rất là giá trị của đời này, của thế gian này. Nhưng khi ông nhận biết Giê-xu, ông nói cái điều lời đó là sự lỗ. Và gì nữa, những vị cớ đơn kiếp tôi coi sự lời như là sự lỗ vậy, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ. Đó, nhưng sự nhận biết Chúa Giê-xu là quý hơn hết. Không phải một sự, Phao-lô có thể có rất nhiều sự, nhưng ông nói là hết thảy mọi sự như là sự lỗ. Hết thảy, kể cả danh vọng, địa vị, rồi sự công bình của ông, đó là sự lỗ. Mà còn hơn nữa, ông nói là ông coi những điều đó như rơm, như rác. Những sự mà con người đang tôn tặng, những sự mà con người đang đeo đuổi, những sự có một người đang mải mê để tìm kiếm, thì những điều đó Phao-lô coi là rơm rác. Và đây là một yếu tố căn bản để chúng Phao-lô và chúng ta nhận biết Chúa. Và tôi tin chắc rằng có rất nhiều người khi đến với Chúa, trước khi đến với Chúa, họ cũng có danh vọng, địa vị, có tiền tài, có vật chất, có tất cả nhiều điều lắm. Nhưng khi đến với Chúa, họ sẵn sàng để coi những thứ đó là tầm thường. Tại sao là tầm thường? Bởi vì Jesus Christ là của báu cho đời sống của chúng ta. Hay là của báu, chứ những điều sứ đồ Phao-lô có là những điều mà vô cùng giá trị với người thế gian. Nhưng ông sẵn sàng từ bỏ. Cho nên để có một bí quyết để ông nhận biết được điều đó, ông coi nó là rơm, là rác. Bây giờ cái sự nhận biết của ông và cái điều ông đang hướng tới nó bị thay đổi rồi. Cái mục đích của ông nó thay đổi rồi. Không phải là mục đích để đeo đuổi cái địa vị đời này, nhưng mà mục đích của ông để đeo đuổi đứng lên này, để nhận biết Ngài, để rồi để nhận biết Ngài, được ở trong Ngài. Tôi liều bỏ mọi điều đó, thật tôi xem những điều đó như rơm, như rác, hầu cho được đấng Christ và được ở trong Ngài. Ông nói là không phải đấng Christ giật được ông, không phải ông giật được đấng Christ mà đấng Christ giật được ông. Ông nhận biết đấng Christ cho đến nỗi ông với đấng Christ trở lên là một. Vậy thì Phao-lô đã bỏ tất cả mọi điều đó để nhận biết Ngài. Ông sẵn sàng từ bỏ điều đó. Cũng như lá thư của ông trong Cô-rinh-tô nhất, ông nói gì? Khi tất cả những điều trong thế gian này họ đeo đuổi, họ từ bỏ, họ coi tất cả, họ phải kiên kỵ tất cả để họ đeo đuổi một mục đích của họ. Nhưng họ đeo đuổi cái đó để được mão triều thiên hư nan. Nhưng chúng ta cũng kiên kỵ được để chúng ta được mão triều thiên không hay hư nan. Và ngày hôm nay ông và anh chị em đang bước đi trong con đường theo Chúa. Tôi biết tại sao có những ngày Chúa nhận chúng ta ở nhà, chúng ta có thể làm nhiều công việc. Cuộc đời của chúng ta đang có những mục đích trong thế gian, đang đeo đuổi nhiều mục đích. Và những người thế gian ngày hôm nay họ đang tìm kiếm, họ đang đeo đuổi. Nhưng vì tin Chúa, chúng ta sẵn sàng để điều đó ở phía sau. Tất nhiên chúng ta không bỏ việc làm, chúng ta không bỏ những cái công việc của chúng ta làm, nhưng điều đó phải xếp hạng sau Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phải là số một trong cuộc đời của ông và anh chị em và tôi. Bởi vì Chúa Giê-xu, Ngài làm tất cả, Ngài làm mọi sự, Ngài làm mọi sự và Ngài làm tất cả. Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Như bài hát thánh ca vừa rồi chúng ta hát, Ngài là đấng quyền năng vô đối, mọi vinh hiển thuộc về Ngài. Và anh chị em ơi, biết bao nhiêu thời đại các tôi tớ của Chúa đã viết ra rất nhiều quyển thánh
để giải nghĩa Kinh Thánh, rồi có biết bao nhiêu bản dịch để dịch Kinh Thánh, để làm sao để chúng ta đọc hiểu, để chúng ta nhận biết Chúa. Có rất nhiều các quyển sách và các tôi tớ của Chúa phải mua rất nhiều tiền anh em ạ. Tôi không nói để khoe, nhưng những sức mục như của mục sư Duy và những người tham giảng phải mua những quyển thánh kinh từ điển, thánh kinh phụ dẫn, rồi rất nhiều sách giải nghĩa của các tôi tớ của Chúa người ta đã viết ra, và rất nhiều thời đại, rất nhiều. Tại sao phải mua những sách giải nghĩa? Để cho dễ hiểu lời của Ngài, để cho nhận biết Chúa Giêsu một cách dễ dàng hơn, một cách thấu đáo hơn, phải không? Tại sao bà anh chị em phải đến hội thánh để thờ phụng Chúa? Ở nhà ngày hôm nay chúng tôi cũng có mạng internet, và thậm chí trên mạng có rất nhiều bài giảng, có rất nhiều mục sư. Chúng tôi đến đây bởi vì tôi muốn nhận biết Chúa. Tôi đến đây bởi vì Chúa xứng đáng để tôi thờ phượng. Và Chúa nói chúng ta hãy đến nhà hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời. Tôi đến đây để gặp Chúa và gặp nhau. Tôi đến đây để được sự hiện diện của Chúa. Tôi nhận sự hiện diện của Chúa. Tôi được nghe lời của Chúa. Anh em ạ, cho nên tất cả mọi điều đây sứ đồ Phaolô khát khao. Ông nói một điều rằng: tôi ước ao và coi mọi sự như là sự lỗ, mọi sự như là rơm là rác, nhưng sự nhận biết Đấng Christ là quý hơn hết. Là quý hơn hết. Vậy thì cái mức độ mà Phaolô thì là tại sao Phaolô chịu khổ? Anh em biết là trong nhiều phần Kinh Thánh ông nói á, ông rất chịu khổ. Tại sao ông phải bị gì? Lõa lồ, bị lam ở nguy trên sông bến, nguy trên sông nước. Ông bị người ta coi như là rác rến của thế gian. Ông phải chịu khổ. Sứ đồ Phaolô là một sứ đồ chịu khổ rất nhiều. Không có đủ giờ để nói cho anh em, nhưng mà Kinh Thánh nói rất nhiều về sự chịu khổ của Phaolô. Tại sao Phaolô chịu khổ? Lập Chúa ông còn nói là dầu huyết của tôi có phải đổ ra vì của lễ của Đức Tiên em, tôi vẫn vui lòng. Làm sao Phaolô có thể tuyên bố điều đó được? Bởi vì ông nhận biết Chúa. Mà dường như trong Kinh Thánh nói nhiều chỗ, trong đây nói là tôi vì cớ Đấng Christ mà liều bỏ mọi sự. Rồi trong Kinh Thánh ở trong Colosse đoạn 1 câu 24, nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ về anh em. Tôi lại vì thân thể Đấng Christ và hội thánh của Chúa xem mình chịu hết thảy điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Và thường như trong thơ của ông nói rất nhiều, vì cớ Đấng Christ chúng tôi bị giết cả ngày, vì cớ Đấng Christ chúng tôi bị như chiên bị đem đến hàng làm thịt. Tại sao? Và rất nhiều chỗ ông nói vì cớ Đấng Christ. Nhưng anh em ơi, bởi vì ông nhận biết rằng Đấng Christ vì cớ ông. Tất cả những điều mà Phaolô vì cớ Đấng Christ cộng lại, ông chịu khổ, ông bị lõa lồ, ông bị nguy hiểm, ông bị tất cả mọi điều, cả đe cả mạng sống. Tất cả điều đó có cộng lại chắc nữa thì cũng không thể nào ví sánh được Đấng Christ vì cớ ông. Ông sẵn sàng từ bỏ, ông vì cớ Đấng Christ. Và cho nên ông nói đi, là tôi vì cớ Đấng Christ mà liều bỏ mọi sự, tôi xem mọi sự đó như là sự đổ. Và anh em ơi, ở đây ông nói một câu nữa trong câu: vì sự nhận biết Đấng Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi. Dường như Phaolô hô lên, Ngài, ông ca ngợi, ông hô lên, ông vang lên và hỡi anh chị em, hỡi mọi người, Đấng Christ là cứu Chúa của tôi. Ngài là cứu Chúa tôi. Đấng Christ, Ngài là cứu Chúa của thế gian này. Ông hô lên, bởi vì Phaolô kinh nghiệm Chúa một cách riêng tư, quá tường tận. Ông nhận biết về Chúa, anh em ạ. Ông nhận biết về Chúa, chứ ông sẵn sàng từ bỏ để ông dành mọi điều đó là chỉ vì nhận biết Chúa. Và kính thưa anh chị em, sự nhận biết Chúa nó giúp chúng ta hầu việc nào? Cái sự nhận biết Chúa, Chúa thì là bao la như một đại dương, nhưng mà bạn chỉ múc được những vài cốc nước, vài chén nước ở biển đại dương. Vậy cái sự nhận biết Chúa là Chúa là bao la và chúng ta nhận biết thì rất giới hạn. Cái sự hầu việc Chúa, sự tin cậy Chúa, yêu mến Chúa của chúng ta nó tùy thuộc vào sự nhận biết Chúa của chúng ta. Cho nên Chúa nói: các ngươi theo ta chừng nào, ta sẽ ở các ngươi chừng đấy. Các ngươi nhận ta chừng nào, nhận biết ta chừng nào, các ngươi kinh nghiệm ta, phước hạnh của ta chừng đấy. Các ngươi yêu ta chừng đấy. Cái lòng yêu mến Chúa và tin cậy Chúa ở trong bạn và tôi nó tùy thuộc vào sự nhận biết Chúa ở trong bạn và tôi ở mức nào. Nếu bạn và tôi nhận biết Chúa hết lòng, bạn và tôi tin cậy Chúa hết lòng,
Nếu chúng ta nhận biết Chúa hết lòng, chúng ta yêu mến Chúa hết lòng. Chúng ta nhận biết Chúa hết lòng, chúng ta phục vụ Chúa hết lòng. Bạn không thể nào nhận biết Chúa ít mà bạn hầu việc Chúa nhiều. Chúng ta không thể nào nhận biết Chúa nhiều mà chúng ta hầu việc Chúa ít. Cái sự nhận biết Chúa và hầu việc Chúa nó tỷ lệ thuận với nhau. Anh em ạ, không thể nào bạn nhận biết Chúa ít mà bạn lại tận hiến cho Chúa, bạn hầu việc Chúa, bạn yêu mến Chúa. Chỉ khi nào chúng ta nhận biết Chúa một cách tỏ tường, chúng ta mới tin cậy Chúa và yêu mến Ngài, tận hiến cho Ngài. Anh em, nó tùy thuộc nơi chúng ta. Cho nên tại sao ông David ông nói là nguyện cho sự sốt sắng về đền của Chúa thiêu đốt tôi. David nhận biết Chúa. Ở trên trời cao kia không có ai ngoài ra Chúa. Ở dưới đất thấp này không có ai ngoài ra là Chúa. Tại sao sứ đồ Phao-lô có thể nói rằng tôi cuồng vì cớ Ngài, nhưng tôi dè dữ vì cớ anh em? Cũng là một Giê-xu Christ. Nhưng Phao-lô có thể nói được điều đó bởi vì ông nhận biết Chúa Giê-xu quá tường tận. Đến nỗi ông nhận biết Chúa, ông chỉ muốn cuồng về cớ Chúa thôi. Ông muốn hầu việc Chúa, ông muốn tận hiến cho Chúa, ông muốn hy sinh cả mạng sống của ông cho Chúa nữa. Bởi vì sự nhận biết Chúa. Vậy thì sự nhận biết Chúa vô cùng là quan trọng. Và cái bí quyết để nhận biết Chúa, Phao-lô đã cho chúng ta biết. Phải bỏ, từ bỏ mọi sự đó, mọi sự lời. Anh em ạ, chúng ta bỏ tất cả, không có nghĩa là bạn bỏ nghề nghiệp, bạn vẫn làm. Nhưng cái điều đó bạn không đeo đuổi, bạn không hết tâm. Nhưng mà sự nhận biết Chúa, Phao-lô hết tâm, hết sức, hết lực để làm sao nhận biết Chúa. Tất nhiên bạn tin Chúa, bạn khi mà bạn theo Chúa mực nào thì Chúa ở với bạn. Khi bạn hết lòng phục vụ Chúa, yêu Chúa, tin cậy Chúa, Ngài sẽ chúc phước cho công việc. Thì Chúa nói là vàng là của ta, bạc là của ta, cả thế gian này đều phục dưới ta. Ngay kể cả tình cảm, ngay kể cả mọi sự nan đề trong gia đình của bạn, nếu có những khó khăn, bạn hãy dâng lên Chúa. Bạn hãy để cái điều đó lại, hãy đến hội thánh thờ phượng Ngài. Thế nên Chúa nói là nhưng trước hết hãy tìm kiếm Ngài và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho các ngươi thêm mọi sự khác. Chúng ta phải đi theo nguyên tắc này anh em ơi. Nhưng mà thường thì chúng ta cứ đi ngược theo nguyên tắc. Nhiều khi có những vấn đề xảy đến, tôi tự giải quyết, tôi tự rồi tôi than vãn. Nhưng mà quen một cái là Chúa nói là tìm kiếm Ngài trước, trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Anh em ơi, tìm kiếm Chúa, tin cậy Chúa, chúng ta chỉ lời không bao giờ đủ. Cho nên Chúa nói, con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để hùa giúp những kẻ có lòng chọn Ngài. Chúng ta chưa chọn thành với Ngài bởi vì chúng ta chưa nhận biết Ngài hết lòng. Chúng ta chưa nhận biết Ngài như đích thực Ngài có thật. Không, chưa nhận biết. Cho nên cái điều ngày hôm nay, cái điều nhận biết Chúa là điều vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô ông sẵn sàng bỏ mọi sự. Và đây thì cái sự nhận biết Chúa, ông nhận biết Chúa tới mức độ nào anh em biết không? Ông nhận biết Chúa, hầu cho ông được Chúa và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, mà là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập nên trên đức tin cho đến nỗi tôi được để biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài. Sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống Ngài trong sự chết. Thường thì chúng ta nhận biết Chúa, Chúa ơi con nhận biết Ngài để Ngài ban phước cho con. Chúa ơi con nhận biết Ngài để Ngài giải quyết nan đề này, nan đề kia. Chúa chúc phước cho gia đình con, cho tài chính của con, cho sức khỏe con, vân vân. Phao-lô nhận biết Chúa, ông muốn nhận biết Chúa để ông được thông công trong sự thương khó với Chúa. Anh em ơi, khi chúng ta thông công trong sự phước hạnh, trong sự ơn lành thì nó dễ lắm. Nhưng để thông công trong sự thương khó thì không phải là một điều dễ. Ông muốn, ông nói thì tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Nay tôi sống không phải tôi sống nữa. Thông công với Chúa trong sự chết Ngài, trong sự thương khó của Ngài. Ông mong làm sao nhận biết Chúa để ông được ở trong Ngài. Anh em ơi, nhiều khi có những người đến ở trong hội thánh nhưng chưa chắc đã ở trong Chúa. Ở trong Chúa là có một sự nhận biết Chúa. Ở trong Chúa là có mối tương giao mật thiết với Chúa.
Chúng ta không phải tin Chúa rồi chúng ta đăng ký vào trong hội thánh qua con số. Chúng ta tin Chúa để chúng ta nhận biết Chúa, để chúng ta kinh nghiệm Chúa là đấng vô cùng quý giá cho đời sống của chúng ta. Và chúng ta kinh nghiệm tin Chúa để chúng ta muốn kinh nghiệm những điều màu phép lạ, những điều lớn lao, những ân phúc hạnh mà Chúa đang muốn cho chúng ta. Chúa nói là ở trong nhà ta có nhiều chỗ ở, ta có rất nhiều quyền năng, có rất nhiều ân phúc. Chúa nói ở trong Esai đoạn 30, câu số 15. Chúa nói thì Ngài còn đợi để làm ơn cho chúng ta. Ngày nay tại sao chúng ta lo lắng, chúng ta buồn chán, chúng ta thất vọng, chúng ta yếu mòn? Bởi vì chúng ta chưa nhận biết Chúa một cách đúng. Cho nên cái việc nhận biết Chúa của chúng ta vô cùng quan trọng. Và sứ đồ Phaolô, ông muốn nhận biết Chúa và quyền phép sống lại của Ngài và trong sự thông công thương khó của Ngài. Ông muốn đồng chết với Chúa Giêsu. Cho nên nhiều lúc Phaolô vì những cái điều mà ông chịu khổ, vì những điều ông phải đổ ra, ông còn nói gì sao? Ông đã bị người ta vả trên mặt, ông bị người ta coi như là rác rến của thế gian, như là cặn bã của xã hội. Nhưng cái điều đó không màng đến ông. Cái điều ông được đấng Christ mà đấng Christ biết ông, ông biết đấng Christ và đấng Christ biết ông. Một người biết Chúa sẽ được Chúa biết. Điều đó là tất nhiên. Không, ông ai có thể che lấp cái điều đó được anh em ạ? Khi chúng ta hầu việc Chúa, có thể người lãnh đạo một sư duy không có thể biết. Chúng ta hầu việc Chúa, có thể chúng ta học lời chúng ta ra đi truyền giáo, có thể những người lãnh đạo biết, nhưng Chúa biết. Chúa biết hết mà. Cho nên cái điều đó, kể cả ngày hôm nay chúng ta đến đây thờ phụng Chúa không phải để một sư duy được nổi tiếng, nhưng mà để Chúa được tôn cao. Bởi vì lòng của tôi khát khao thờ phụng này. Nếu tôi không nói về Chúa thì như là lửa đốt trong lòng tôi, sứ đồ Phaolô nói thế. Tôi đến thờ phụng Chúa bởi vì tôi yêu Ngài và Chúa xứng đáng cho tôi thờ phụng. Chúa xứng đáng để tôi thờ phượng. Chúa xứng đáng để tôi tận hiến. Chúa xứng đáng để tôi hầu việc Ngài. Thế nên ở đây cái việc nhận biết Chúa là quan trọng. Và Phaolô muốn ông được làm thông công với sự thương có và giống trong sự chết. Một bí quyết để nhận biết Ngài đó là từ bỏ. Cho nên trong Luca đoạn 9 câu 23 Kinh Thánh nói gì? Vậy ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi. Không có nghĩa Chúa Giêsu bảo bạn bỏ công việc làm để đi theo Chúa. Không có nghĩa Chúa bảo bạn phải bỏ gia đình, bỏ mọi người. Bỏ đây là bỏ cái sự ham mê. Những cái gì đang lôi kéo bạn, những cái gì đang là Chúa của bạn, những cái gì nó đang chi phối, thì Chúa bảo bạn bỏ. Để bạn, mục đích để bạn đeo đuổi Chúa Giêsu, để nhận biết Chúa Giêsu. Và sứ đồ Phaolô ông bỏ những mục đích của đời thế gian đời này để ông đeo đuổi một mục đích, đó là Chúa Giêsu, để nhận biết Ngài. Một lúc chúng ta không thể vừa hầu việc Chúa mà lại vừa hầu việc thế gian, không thể thế được. Và Chúa là duy nhất, anh em ạ. Và khi chúng ta càng suy niệm về những điều Chúa ban cho chúng ta, chúng ta khi chúng ta biết Chúa, chúng ta được Chúa cởi trói chúng ta khỏi quyền lực của Satan. Anh em thấy không, ngày hôm nay chúng ta thấy cái vòng tháng 7 vừa qua, biết bao nhiêu là đổ mô, chúng ta mất tiền mà chúng ta không biết, những người thân của chúng ta. Nhưng Chúa đã buông tha chúng ta được tự do. Không thế, Ngài lại cho chúng ta được làm con dân của Ngài. Chúng ta có một địa vị làm công dân của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa lại ban chúng ta quyền năng, Chúa ban chúng ta quyền phép để đặt tay trên kẻ đau phải đeo được này. Chúng ta có một địa vị, chúng ta có được tình yêu của Chúa đổ đầy trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có lời của Ngài, anh em ạ. Vậy Chúa có xứng đáng để chúng ta thờ phượng và tận hiến cho Ngài không? Có một bài thánh ca, hiến ca thay cho Ngài, hiến ca thay cho Ngài. Lạy Giêsu, tôi hiến ca thay cho Ngài. Bởi vì chúng ta hiến cho Ngài, bởi vì Ngài đã hiến cho chúng ta. Ngài hiến sự sống của Ngài cho chúng ta. Và lắm khi càng suy ngẫm về những lời bài hát này, tôi được Chúa đụng chạm. Chúa ơi, con đã hiến hết cho Ngài chưa? Hay con còn giữ lại điều gì cho con? Và khi chúng ta chỉ nhận biết Chúa, nhận biết Chúa càng hơn, chúng ta thấy được Chúa hiến cho ta quá nhiều. Ngài nay sứ đồ Phaolô, lúc đó sứ đồ Phaolô bỏ địa vị danh vọng rồi các cái của sự tôn tặng của thế gian, rồi của
của gia đình tổ tiên, nhưng Chúa Giêsu phải bỏ thiên đàng, ngài đến trần gian để cứu chuộc chúng ta. Và chúng ta thử nghiệm lại những gì chúng ta bỏ, chúng ta hy sinh và tận hiến cho Chúa, cộng lại có bằng việc Chúa bỏ, Chúa tận hiến cho chúng ta. Và mỗi khi cho nên chúng ta phải suy ngẫm về lời của Chúa, những gì Chúa đã làm cho tôi và những gì tôi đang được hưởng. Nhưng mà còn một điều nữa, những gì Chúa làm cho chúng ta, chúng ta xin ngài làm cho ngài, nhưng những gì Chúa đang muốn bạn làm cho Chúa. Phải thế nữa anh em ạ. Cái tình yêu á là luôn luôn có sự trao tặng nhưng cũng có sự đón nhận. Không một người nào cứ trao tặng mà không được đón nhận. Tình yêu thì chúng ta trao tặng cho người này, trao tặng người kia mà chúng ta cũng được đón nhận. Cho nên cái việc nhận biết Chúa để chúng ta làm theo ý muốn của Chúa, và chúng ta cũng biết Chúa muốn chúng ta làm gì cho ngài. Yêu ngài. Có một bài thánh ca: Giêsu, con yêu ngài hơn cả mọi điều. Vàng có nghĩa gì? Để mà so sánh vàng bạc và tất cả những gì mà bạn có hoặc là những gì bạn dâng lên cho Chúa, không thể sánh bằng Chúa Giêsu. Cho nên ở đây một lần nữa, nhận biết Chúa là điều quan trọng. Và khi tôi cứ nói anh em phải nhận biết Chúa nhé, và nhận biết các bạn, đây là Phao-lô làm tấm gương cho mọi người. Cách nhận biết Chúa, ông từ bỏ tất cả mọi điều lợi, ông coi mọi điều đó như rơm như rác. Nhưng sự nhận biết Chúa là quý hơn hết cho ông. Sự nhận biết Chúa là đầu hàng. Sự nhận biết Chúa để bạn sống bình an, vui thỏa, hạnh phúc trên đất này. Và kính thưa anh chị em, nhận biết Chúa bởi ba điều. Bạn hãy đầy lời của Đấng Christ, đầy lời, đầy linh và đầy sự cầu nguyện. Kinh Thánh viết ra để cho chúng ta đọc, suy ngẫm và làm theo. Cả Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu. Chúng ta muốn nhận biết Chúa, chúng ta phải đầy lời, đầy linh, đầy cầu nguyện. Đầy lời, đầy linh, đầy cầu nguyện. Không có làm một người bảo tôi nhận biết Chúa nhiều lắm mà chẳng mấy khi đọc Kinh Thánh, chẳng mấy khi cầu nguyện, không khát khao sự đổ đầy của Đức Thánh Linh. Thế nên Chúa nói cho Giêsu, đừng say rượu vì rượu do lương tuồng, nhưng hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nguyện cho lời Đấng Christ được đầy dẫy trong lòng anh em thì anh em dư dật sự khôn ngoan. Để nhận biết Chúa, chúng ta không thể nhận biết bằng cái tâm trí của xác thịt. Chúng ta phải đầy lời của Chúa, đầy Thánh Linh của Chúa và đầy sự cầu nguyện của Chúa. Chúng ta đến với Chúa, nhận biết Chúa bằng đầu gối anh em. Chúng ta cứ muốn đọc Chúa và chúng ta không đọc lời Chúa, không cầu nguyện với Chúa, Chúa phán bảo chúng ta bằng lúc nào. Cho nên đầy lời, đầy linh, đầy cầu nguyện, chúng ta sẽ nhận biết Chúa. Tôi có một công thức: đầy lời, đầy linh, đầy cầu nguyện, nhận biết Chúa. Và khi nhận biết Chúa, tôi sẽ đầy sự sức giàu, đầy ơn, đầy năng quyền. Khi nhận biết Chúa, bạn đã được đầy ơn, đầy sự sức giàu và đầy năng quyền. Nhưng nếu không có diện với Chúa, bạn không đầy cái. Và khi bạn được đầy ơn, đầy sự sức giàu và đầy gì năng quyền, đời sống của bạn được thỏa mãn ở trong Chúa Giêsu. Anh chị em ơi, Chúa Giêsu là một của máu vô tận trong tấm lòng của chúng ta. Ngài không muốn chúng ta chỉ biết ngài một cách hời hợt, khơi khơi, nhưng Chúa muốn chúng ta một lặn sâu trong dòng sông sự sống của ngài. Chúa không muốn chúng ta nước chỉ đội đến mắt cá chân, đến đầu gối, nhưng Chúa muốn chúng ta chìm ngập trong dòng sông sự sống của Chúa. Mức độ điều chúng ta bình an, yêu Chúa, đời sống của chúng ta được vui thỏa, đời sống của chúng ta được mọi điều vui thỏa, bình an, nó tùy thuộc vào sự bạn nhận biết Chúa là ai. Cho nên lời của Chúa buổi sáng hôm nay muốn khơi dậy trong tấm lòng của anh chị em và tôi: hãy nhận biết Chúa để tin cậy Chúa, hãy nhận biết Chúa để yêu mến Chúa nhiều hơn, hãy nhận biết Chúa để hầu việc Chúa nhiều hơn, hãy nhận biết Chúa để sống cho Chúa và thậm chí chết cho Chúa, để tận hiến cho Chúa nhiều hơn. Chúng ta đi nhóm, chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta đi truyền giáo, chúng ta dâng hiến bởi vì Chúa dạy tôi làm điều đó. Bởi vì sự nhận biết Chúa, Chúa bảo tôi làm điều đó. Thế nên Chúa nói là thả vâng lời ông Phao-lô ngay trong công vụ, thả vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Và khi chúng ta nhận biết Chúa, chúng ta sẽ sống đẹp lòng Chúa. Khi chúng ta nhận biết Chúa, chúng ta sẽ vâng lời Chúa, chúng ta sẽ làm đẹp lòng Chúa, chúng ta sẽ sống phước hạnh ở trên trần gian này. Cho nên Chúa nói là
Chẳng một ai vì cớ ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, đất ruộng mà không được nhận lãnh trăm lần hơn cái đời này và đời sau. Và kính anh chị em, ông bà chị em và tôi đã nắm lấy sự sống đời đời. Và Chúa không muốn anh em chỉ là khi Chúa đón anh em trở về, anh em kinh nghiệm thiên đàng. Nhưng chúng anh em kinh nghiệm thiên đàng hay chứ? Nhưng nhớ anh em nhận biết Chúa. Chúa muốn thiên đàng ở ngay trên đất anh em, đất anh em ở ngay trong lòng anh em, ngay trong gia đình của anh em. Cho nên chúng ta, Chúa là Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm sự vinh hiển của Chúa, từ vinh hiển qua vinh hiển. Và Chúa còn nhiều điều khác nữa. Cho nên ở trong thơ David, ở thơ Thi Thiên 16, đã thấy ông nói gì? Tại bên hữu Chúa, tôi xin được đọc câu kinh thánh này. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự phái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Và khi chúng ta cảm nhận biết Chúa, chúng ta kinh nghiệm được sự phước hạnh luôn ngay trên đất này. Và khi chúng ta đeo đuổi Chúa, phước hạnh của Chúa sẽ đeo đuổi trên đời sống của chúng ta. Khi chúng ta nhận biết đến Chúa, Chúa lên phép lòng chúng ta tận biến cho này. Vì Chúa của chúng ta xứng đáng để chúng ta lòng nhớ. Chúa của chúng ta xứng đáng để chúng ta tận biến cho Ngài. Nhưng mức độ tận biến và yêu Chúa nó tùy thuộc vào sự nhận biết Chúa trong mỗi tâm lòng của chúng ta. Và hy vọng lời của Chúa về sáng nay sẽ kích lợi ông bà chị em và khơi dậy chúng ta đã hầu của Chúa. Anh em ơi, chúng ta lên dự phần vào công việc trong nhà của Chúa. Dù rằng cái việc quét nhà, việc lau chùi, nhưng mà đó là chúng ta đang hầu việc mà. Hãy dự phần vào trong công việc của Chúa. Và tất cả không phải Chúa kêu gọi chúng ta đều là người ra đi hoặc là người giảng lời Chúa, nhưng mà kể cả những việc nhỏ trong nhà của Chúa chúng ta vẫn sẵn sàng để làm, đó là chúng ta đang hầu việc Ngài. Và khi chúng ta nhận biết Ngài, chúng ta hầu việc Ngài, chúng ta rất là vui mừng. Nguyện xin lời của Chúa buổi sáng nay sẽ ở cùng với anh chị em. Và tôi kích lệ anh chị em vì nhận biết Chúa. Và tôi có một câu này, không biết là tôi đã nói chưa, thì nếu tôi đã nói rồi thì tôi sẽ nói lại. Nhận biết Chúa qua lời của Ngài. Nếu quyển kinh thánh này tan nát thì cuộc đời của bạn sẽ không tan nát. Nếu quyển kinh thánh này không tan nát thì cuộc đời của bạn sẽ tan nát. Và quyển kinh thánh này đó là nơi mà bạn đặt cái bí quyết để bạn nhận biết Chúa qua lời và thánh linh của Ngài. Quyển kinh thánh là quyển sách mà bạn nên đọc nhiều nhất vì đó là lời của trời. Quyển kinh thánh cho bạn bí quyết để sống đẹp, một hạnh phúc trong gia đình, để đời sống của bạn tận biến trên chúng mình tôi. Xin chúc cùng anh chị em.